Em Quỳnh Trúc xin kính chào tất cả cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Quỳnh Trúc mua bán đồ xưa cổ. Những ngày vui Tết đã qua thì hôm nay bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trong năm. Em xin kính chúc tất cả cô chú anh chị em khách hàng được nhiều thuận lợi và thành công trong năm Giáp Thìn, tạo ra được nhiều lợi nhuận để nuôi dưỡng cái niềm đam mê đồ xưa đồ cổ ha. Clip hôm nay là clip đầu năm, cho nên là em có một số món đồ xưa đồ cổ cũng khá là đẹp. Xin kính mời tất cả cô chú anh chị em xem clip, theo dõi và ủng hộ. Và hôm nay em sẽ bán hàng với cái giá hợp lý nhất để mở hàng đầu năm được thuận lợi, bán được nhiều hàng hơn. Cô chú anh chị em ủng hộ kênh Quỳnh Trúc của em ha. Số điện thoại liên hệ với em là 0944979696. Và đó cũng là số Zalo của em Quỳnh Trúc ở Thanh Bình, Đồng Tháp luôn ha. Đầu tiên đây thì em có một cái cặp phù điêu treo tường rất là to luôn. Năm rồng, năm Giáp Thìn, em có một cặp phù điêu treo tường, hai con rồng rất là lớn. Đây là hàng gốm lá thiêu xưa, đồ rất là già và rất là lâu rồi, cũng khoảng là 8 năm cho đến 10 năm rồi mới có. Em cửa hàng của em cũng mới có lại cái phù điêu treo tường to như thế này, già như thế này và rất là đẹp. Cái đầu của con rồng mới được đắp nổi nha, làm nổi ra ngoài luôn, rất là đẹp luôn nè, uốn lượn. Và đây là cặp phù điêu, tình trạng của nó lành. Cái chiều cao này của nó là 40cm lận, rất là lớn luôn, chuẩn già 70-80 năm. Đây là cái phù điêu thứ hai, rất là đẹp nha. Chiều ngang này của nó là 28cm. Gốm lá thiêu già. Cái này ở đây nó có tình trạng là nó hơi găng tóc tí xíu, ngay chỗ này cũng không có đáng kể lắm. Hai cái phù điêu treo tường đẹp, hàng gốm lá thiêu già lớn, em giao lưu với giá là 3,2 triệu. Tiếp theo đây em có một cái ấm gốm Nhật, ấm con rồng rất là lớn luôn, chiều cao là 14cm, chàm xanh đẹp, hoài ghiên. Đây là nắp lai lơ gốm lá thiêu, tình trạng có bị mẻ như chỗ này và tóc xuống một đường, tóc ở bên này, tóc cái phần này mọc, mọc viết nổi cộm tay. Ấm này em giao lưu về cho cô chú anh chị em mình trưng bày với giá là 650.000. Đây là hai cái chén gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm, vẽ tích Trúc Lâm Thất Hiền. Hai chén, hiệu đề là nội phủ. Đường kính là 9,5cm. Chén này có cái nét vẽ khá là đẹp, khá là rõ nét. Tình trạng của cái chén này nó sẽ có hai đường tóc, đây một đường và ở đây một đường. Đây là cái chén thứ hai, nét vẽ cũng khá là đẹp. Hai cái chén này nó là một cặp, hiệu đề là nội phủ. Tình trạng là có tóc như cái chữ V. Tóc như chữ V. Hai chén này em giao lưu với giá là 2,4 triệu cho hai cái chén gốm tàu vẽ Trúc Lâm Thất Hiền. Tiếp theo đây là một cái chén gốm tàu chuẩn cổ vẽ cá quá long, vẽ rất là đẹp nha. Cái chén này của em vẽ rất là đẹp, cái nét vẽ của nó khá là mềm mại, rõ ràng. Hiệu đề là nội phủ, chung cố em bao đồ chuẩn cổ cho cô chú anh chị em mình sưu tầm ha. Đường kính là 11,5, tình trạng thì sẽ có tóc, là
Đây tóc một đường nè. Chỗ này là nẻ lò chứ không phải là tóc. Lỗi lò chứ không phải là tóc. Còn lại là lành. Cái phần men ở chỗ này em thấy nó lỗi, lỗi men tí xíu nha. Ngay chỗ này. Nghe con cá này lỗi men. Nét vẽ khá là đẹp. Đồ rất là chuẩn và chàm rất là xanh. Lưu với giá là 1,5 triệu. Em giao lưu với giá là 1,5 triệu. Đây là cái nhạo con rồng gấm Nhật. Nhạo này to cao là 11 cm ha. Và nó có cái phần này thì có thể là người dân của người ta chế người ta làm cái gì đó, cho nên là mới có hai cái chỗ như thế này. Và nó bị nứt nè. Nó bị nứt. Trồn ở phía dưới thì như là xi măng. Em giao lưu cái này với giá là 250 thôi. Cô chú anh chị em mua về mình trưng bày ha. Tiếp theo đây em có là hai cái dĩa con rồng rất là to luôn. Đường kính của nó tới 23 cm, là gấm Nhật chuẩn xưa 70-80 năm. Dĩa lớn nha. Mấy cái dĩa to mà đường kính 23 rất là hiếm. Tại vì kích thước của nó to. Tình trạng là lành. Em giao lưu với giá là 1,8 triệu cho hai cái dĩa này. Tiếp theo đây là một cái bản dầm. Đường kính là 16 cm, lông ẩn, gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm. Dầm lông ẩn. Đường kính là 16 cm. Có mẻ ngay chỗ này tí xíu vành. Lát nhẹ ngay chỗ này tí xíu siêu vành. Tóc nhẹ ngay chỗ này tí xíu. Tóc mờ khó thấy. Còn lại là lành đẹp hết. Em giao lưu với giá là 850 ngàn. Đem có một bộ ấm con rồng gấm Nhật chuẩn xưa. Cái ấm này nó có chiều cao là 9 cm. Chàm in rất là đẹp ha. Nắp này có tóc. Mẻ. Cái dồi đây thì có mẻ dồi. Cái dĩa lót ấm. Dĩa lót này đường kính của nó là 8,5. Vẫy nhẹ chút xíu siêu trên vành nè. Cái tách này hai bộ chung. Cái chung này nó có tóc. Chung này có tóc đây một đường. Dĩa này có tóc nhẹ xíu xíu. Cái chung này nó có lát. Dĩa này nó lành. Đường kính của dĩa là 8,5. Đường kính của chung là 5. Chiều cao là 4. Cả bộ này, một bộ ấm, hai bộ chung. Em giao lưu với giá là 1,2 triệu cho bộ này. Tiếp theo em có một cái bộ ấm xưa con rồng. Cái ấm này dáng cao và khá là sang. Chiều cao là 22. Long phụng hòa minh. Nắp cơm lê với thân. Và tình trạng của cái nắp này thì nó có bị găng cái núm tí xíu. Găng cái núm ở đây nè. Đã được thẩm mỹ lại làm khá là chắc chắn rồi. Cô chú anh chị em mua về là mình sưu tầm về là mình trưng bày chơi thôi. Tách lành. Cơm lê bộ. Tách này nó có đường kính miệng là 6,5 cm. Em giao lưu bộ này với giá là 500 ngàn thôi cho một ấm và hai cái tách. Tiếp theo đây em có một cái bộ ô trầu bằng đồng chuẩn xưa cổ. Đồ này em bao cho cô chú anh chị em từ 90 năm trở lên nha. Từ 90 năm trở lên đồ rất là sâu tuổi. Cả bộ nó nặng là 2,7 kg.
nó sẽ có một cái ống nhổ tròn, đường kính miệng là 8.5, chiều cao là 8.5, đồng rất là già luôn, lành. Ống nhổ cao, lành. Ống voi, đây là cái cây để mà quẹt voi, ghiên hết luôn nha, lành. Cái cây này thì nó bằng nhôm chứ không phải là bằng đồng. Cái ống voi này thì nó bằng đồng nè. Cái chất voi nó lên màu đỏ luôn nè. Đây là cái cây ngoáy trầu và cái ống ngoáy trầu. Cây ngoáy trầu này thì nó ghim luôn. Cái hộp đựng cao, lành ghim. Cái ô trầu này nó là loại có một ngăn và nó có 3 chân. Đường kính miệng là 18.5, chiều cao là 15, rất là nặng nha. Lành nguyên hết trơn luôn và khá là đẹp. Cái chân ở phía dưới này có đóng chữ nè. Đồ rất là già và đây là loại đời đầu cho nên là tán đinh này kia thì rất là đẹp luôn nè. Làm rất là sắc sảo, dày dặn. Bộ trầu này rất là đáng sưu tầm. Đủ bộ, lành lặn hết trơn luôn và chuẩn xưa cổ. Em giao lưu cả bộ này với giá là 7,5 triệu cho bộ ô trầu này. Tiếp theo đây em có một cái thố cây mai chuẩn cổ trên 100 năm. Cái thố cây mai này của em á, thì cái màu tràm của nó, thông thường những cái thố này nó đều lên hỏa biến màu men hết. Nhưng mà đặc biệt con gái á, là được đắp nổi cộm tay và đắp nổi khá là sắc nét luôn, khá là rõ nét luôn. Đây sẽ có một con tùng lộc nè, đắp nổi cục cục luôn, rất là đẹp, rõ ràng và sắc nét. Đây tùng lộc ha, đây là một cây tùng. Bên này con gà, bên này một cái con rồng to, mặt bộm đây lần. Tình trạng của cái thố này nó lành, chuẩn cổ và nó hỏa biến. Đây nó có một cái đường găng gạn nè, một đường găng gạn rất là mờ khó thấy. Em giao lưu với giá là 2 triệu, đường kính miệng là 16.5, chiều cao là 16 cm. Tiếp theo đây em có hai cái bình hoa hàng gốm lá thiêu màu chuẩn xưa 80-90 năm. Tràm màu lên rất là đẹp và hai cái này nó cao 12 cm, nó là một cặp với nhau. Đây, cái tràm màu lên rất là rõ nét và đẹp. Cốt già, trên vành này nó có hơi lát nhẹ tí xíu. Lát cái men bên ngoài thôi, vành miệng dúng. Dáng đùi dế, quá đẹp ha, rất là đẹp luôn. Cái vành ở đây thì nó có bị mẻ, mẻ bên này, lát nhẹ cái vành ở phía dưới. Cốt rất là già, tràm màu lên đẹp, đồ chuẩn già, rất là có duyên luôn. Em giao lưu hai cái bình hoa này với giá là 1 triệu cho hai cái bình hoa hàng gốm lá thiêu màu. Tiếp theo đây là cũng là gốm lá thiêu vẽ sơn thủy và cái tràm màu lên rất là xanh. Cái này nó cao là 12, cái này nó cao là 13. Tình trạng nó lành, đồ già lắm nha, dáng rất là có duyên. Cái này cũng lành luôn, xây tay phía trong luôn. Hai cái này em giao lưu với giá là 700 ngàn. Tiếp theo đây em có một cái bình gốm Biên Hòa xưa. Tích này thì vẽ người và em thấy thì giống như là đi chùa Hương, lễ hội chùa Hương vậy đó. Lành đẹp, dáng đẹp nha, cao 22. Em giao lưu với giá là 550 cho cái bình Biên Hòa này. Tiếp theo em đây em cũng có một cái bình Biên Hòa nữa, vẽ tay vào có mộc đô na Việt Nam xưa. Vẽ tay, vẽ tùng cò. Và con cò này nó quay ngược lại phía sau này ha. Còn con cò này thì nó quay phía trước. Tình trạng lành, xây tay, đồ già. Em giao lưu với giá là 950 ngàn thôi. Và tiếp theo đây là một cái bình hàng gốm Biên Hòa vẽ cúc dây. Cúc vòi, cúc dây, cao là 26.5. Tình trạng thì có lát nhẹ trên cái vành đây tí xíu nè. Răng tóc nhẹ đây hai đường, còn lại là lành. Em giao lưu với giá là 300 ngàn thôi, mình về trưng bày tốt, cái bình này rất là đẹp nha. Cúc vòi.
Tiếp theo đây em có một cái bình hàng gốm Sài Gòn xưa vẽ chim chỉ phù dung. Men cốt rất là bóng khỏe đẹp nha, loại men bóng. Rất là xanh luôn và đẹp luôn. Chim chỉ phù dung. Cao là 33 cm, cốt rất là già luôn. Cao 33. Tình trạng lành. Cốt bán sứ đồ già vẻ đẹp. Rất là đáng sưu tầm. Em giao lưu với giá là 1,6 triệu thôi cho cái bình này. Đây em có một cái bộ cờ bằng gỗ chắc. Bằng gỗ chắc nha, bằng gỗ chắc xưa, cô chú cho mình xem ha. Bộ cờ này của em nó còn thiếu hai con sĩ và lại hai con pháo. Đây là những cái con cờ bằng gỗ, gỗ chắc xưa. Cô chú anh chị em mua về mình có thể tiện thêm, lấy gỗ mình tiện thêm hai con sĩ với hai con pháo nó là đủ bộ ha. Bộ này em giao lưu với giá là 500.000. Gỗ chắc chuẩn xưa em bao cho cô chú anh chị em mình ha, gỗ chắc chuẩn xưa. Đó là gỗ nguyên khối luôn, nguyên cục luôn á. Tiếp theo là em có 10 cái dĩa trúc lâm thất hiện gốm Nhật. Đường kính của nó là 11, loại 11 thì lại tương đối là hiếm gặp hơn tại vì nó nhỏ. Tình trạng nó lành. In gõ nét đẹp. Em giao luôn 10 cái dĩa này đường kính 11 với giá là 2,4 triệu. 2,4 triệu cho 10 cái dĩa lạnh. Tiếp theo đem có 4 cái chén đường kính là 11 gốm Nhật. 2 chén cá quả lông. Gốm Nhật. Có vảy nhẹ trên vành. Vảy như cái hạt mè. Chỗ này tí xíu. Vẫy đây và có tóc xuống một đường. Vẫy ngay chỗ này. Cá quá lông. Chén này là chén sông lông. Mẻ ngay chỗ này tí xíu. Chén này chén hoa mai. Có tóc. Mẻ ngay chỗ này và tóc xuống một đường. Mỏng và thấu quang chuẩn xưa 70-80 năm. Em giao lưu 4 cái này với giá là 500.000 thôi. Tiếp theo đây em có 10 cái dĩa mai cài thọ gốm Nhật chuẩn xưa đường kính là 13 cm. Mai cài thọ. Có một cái nó tình trạng của nó có bị chân chim ở đây. Còn 9 cái còn lại thì nó lành. Và đặc biệt cái tích mai cài thọ này thì em thấy đặc biệt là nó rất là hiếm nha. Nó khó gặp hơn những cái tích khác nhiều lắm. In rất là đẹp luôn. 10 cái dĩa mai cài thọ này trưng trong tủ rất là sang. Em giao lưu với giá là 2,8 triệu thôi cho 10 cái dĩa mai cài thọ gốm Nhật dưỡng xưa. Tiếp theo là đây em có ba cây đèn dầu năm bộ xưa. Đèn dầu năm bộ xưa trước giải phóng 1975. Cây đầu tiên này loại có tay cầm, bầu khía, chân cao, dáng đẹp. Cây này khá là lạ. Cây thứ ba dáng cũng đẹp ha, nó có mẻ cái đế tí xíu nè. Tình trạng thì lành, tim họng thì hoạt động tốt, tim họng đều hoạt động tốt hết. Cái cây này ở đây thì nó có lõi lò nha, lõi lò chứ không phải là bị mẻ. Mấy cái mẫu này thì tương đối nó là mấy cái dáng này tương đối nó là hiếm hơn đó, hiếm gặp hơn. Em giao lưu ba cái đèn này với giá là 550.000 thôi. Chiều cao của cái đèn lớn này là 20, chiều cao cái này là 17 và chiều cao cây nhỏ này là 15. Tiếp theo đây em có một cây đèn của Pháp. Cây đèn Pháp có cái bầu pha lê. Cây này nó cao là 62 cm tốn khói. Đặc biệt một cái điều hiếm gặp là cây đèn này của em là nó lành gin hết từ ống khói
cho dài xuống tới cái chân phía dưới luôn nha. Cô chú anh chị mình xem ống khói ghim. Ống khói ghim lành. Cái phía trong cái tim nó có cái nắp chụp phía trong luôn. Bánh xe ở đây thì có đóng mộc nè. Tim họng hoạt động tốt, dặn lên dặn xuống rất là trơn và đẹp và tốt. Bầu pha lê nó sẽ có những cái hoa văn nè, màu xanh khá là đẹp. Chi tiết ở đây là Atimon xưa. Tay cầm ở đây thì nó là bằng đá hả? Tay cầm ở đây bằng đá màu xưa. Đế phía dưới bằng Atimon và có hoa văn nè. Đây là một cây đèn Pháp chuẩn xưa và tình trạng nó lành ghim rất là đáng sưu tầm. Cái bầu này đường kính là 43 cm. Em giao lưu cái đèn này với giá là 4,2 triệu. Tiếp theo đây là một cây đèn đồng. Đèn đồng của Pháp. Và cái đèn đồng này của em cũng ghim luôn nha. Ghim từ ống khói cho đến cái chá, cho đến cái cây đèn luôn. Đây là cái chá nè. Nó có những cái hoa văn. Đá đây thì đá là đá của Pháp xưa luôn á. Ống khói ghim. Bánh xe nè, có đóng hoa văn. Tim họng hoạt động tốt. Có hoa văn ở trên thân. Tình trạng lành. Chiều cao tới ống khói là 50. Em giao lưu cái đèn này với giá là 2,5 triệu cho cái đèn của Pháp bằng đồng. Tiếp theo đây em có hai cái bình, hai cái ấm trà hàng gốm lấy thiêu xưa. Tùng hạt viên niên. Cao 15. Phúc lộc thọ tiên. Ấm này lành. Ấm này là thì nó có cái mặt này là hàng cô hàng Nga nè. Phúc lộc thọ tiên. Sông Kiều. Nắp này nó hơi bị lát nhẹ tí xíu. Lát cái nữa này tí xíu và găng nhẹ xuống một đường. Hai ấm này của em giao lưu với giá là 400 ngàn thôi. Cho hai cái ấm đẹp này. Lái thiêu. Đây là hai cái ấm lái thiêu. Chiều cao là 12, ấm loại 1 lít. Vẽ sơn thủy làng quê. Hai mặt luôn. Ấm này lành. Chỗ này thì em thấy hơi xước nhẹ xíu nè. Hơi xước nhẹ xíu xíu chỗ cái quai nè. Hai ấm này thì em giao lưu với giá là 300 ngàn thôi. Và em không có bao phí ship nha. Đây là hai cái hộp bằng đồng. Bằng đồng xưa. Cái này đường kính miệng là 9.5. Chiều cao là 8, nặng 500 g. Cái hộp nhỏ này nó không có cái ngăn ở phía trong. Cái này là cái hộp lớn. Nó có cái ngăn ở phía trong. Đường kính miệng là 11. Chiều cao là 10 và nặng 500 g. Hai cái hộp này nó đều lành. Em giao lưu hai cái hộp này với giá là 1,6 triệu cho hai cái hộp này. Tiếp theo đây em có một cái bình vạn ninh chuẩn cổ trên 100 năm. Cái bình này của em thì vẽ tích là sơn thủy. Vẽ người rất là rõ nét, không có thua gì đồ tàu luôn. Vẽ rõ nét và đẹp như đồ tàu luôn, rất là đẹp. Chiều cao là 54.5 cm. Dáng của bình này cũng khá là đẹp nè. Đồng thanh, đồng thủ đều và sang. Tình trạng có thẩm mỹ vành. Thẩm mỹ từ đây dòng qua bên này. Cái thẩm mỹ 1/3 cái vành miệng. Chôn cốt rất là già. Chôn đây thì có chân chim ở đây. Chân chim nhẹ thôi. Bụng đây nó có một cái đường âm bụng từ đây xuống tới đây. Đã được thẩm mỹ là đẹp hết rồi. Cô chú anh chị em mua về là mình trưng bày chơi thôi. Vì đã được thẩm mỹ là đẹp hết rồi. Cô chú anh chị em xem một dòng của cái dáng bình này ha. Dáng đẹp, đồ chuẩn và vẽ rất là đẹp luôn. Em giao lưu cái bình này với giá là 6,5 triệu cho cái bình sơn thủy vạn ninh chuẩn cổ trên 100 năm. Rồi, tiếp theo đem lên một cặp bình rồng
Long giáo tử hàng gốm lái thiêu men phun, rất là đẹp. Đây là dạng men bóng hàng cao cấp, chiều cao là 55 cm, một cặp với nhau nha, có minh văn hiệu lò, bên này cũng vậy luôn. Bây giờ kiếm một cái bình thôi cũng đã khó, chứ đừng nói chi một cặp được như thế này, chân rất là sang và một điều rất là hiếm gặp luôn. Tình trạng của hai cái bình này của em nó lành và đồ rất là già luôn. Đó, bình thì có minh văn ở phía sau thì cô chú anh chị em yên tâm ha. Hàng gốm lái thiêu men phun. Cái vành đây thì nó còn nguyên zin nè, nó sẽ có vài cái vết đốm nâu thời gian. Cái bình bên này nó cũng có vài vết đốm nâu thời gian và đã được xử lý lại, đã được người chủ sở hữu trước xử lý lại, phun lên một cái lớp sơn để thẩm mỹ, che đi những cái vết thâm thời gian. Còn lại ngoài ra bao hàng cho cô chú anh chị em là lành, đẹp và chuẩn xưa. Em giao lưu cặp bình này với giá là 19 triệu cho cặp bình hàng gốm lái thiêu men phun già rất là đáng sưu tầm. Tiếp theo đây em có một cái bình vạn ninh chuẩn cổ trên 100 năm, chiều cao là 41 cm, vẽ tùng lọc, 41 cm vẽ tùng lọc. Và một cái điều hiếm gặp ở trên cái bình này là vẽ hai con tùng lọc luôn, và phía sau đây có minh văn. Thông thường thì chỉ vẽ một con tùng lọc thôi, ở đây thì vẽ hai con, vẽ những cái chàm xanh và gõ nét dài tuốt xuống cái đế phía dưới luôn, phía sau có minh văn đây. Đó, viết tay hết, cao là 41. Tình trạng của cái bình này của em thì có thẩm mỹ ở trên vành, từ đây thẩm mỹ dòng ở đây như cái muối cam vậy đó, và ở đây thì thẩm mỹ như chữ V ở chỗ này, còn lại thì lành đẹp hết trơn luôn. Em giao lưu cái bình này với giá là 5,7 triệu cho cái bình vạn ninh. Tiếp theo đây em có một cái khai gỗ gõ chuẩn xưa, và cái khai này thì giao lưu đầu năm với cái giá là cực kỳ là tốt cho cô chú anh chị em mình sưu tầm. Đường kính miệng là 15 vuông, chiều cao là 9 cm, gỗ gõ chuẩn xưa. Tình trạng khá là cứng cáp luôn. Em giao lưu cái khai này với giá là 400 ngàn thôi, khai gỗ gõ chuẩn xưa này. Tiếp theo, đây là một bức tranh chim chỉ tứ quý, chàm màu còn rất là đẹp và những cái nhũ vàng nó còn khá là đẹp rõ nét. Đường kính là 20 x 30 cm ha. Đây ngay cái góc này nó có bị sờn cái gỗ ngay cái góc này tí xíu. Đây là cái chỗ mà mình treo nè, treo tranh thì nó ghim luôn á. Đây là gỗ nguyên tấm, em giao lưu với giá là 350 ngàn cho cái miếng tranh này. Tiếp theo đây là một cái cây cân giá bằng đồng chuẩn xưa, loại 24 kg, chuẩn xưa ha, còn ghim đẹp toàn bộ hết trơn luôn, lành lặn hết trơn luôn. Em giao lưu đầu năm với giá là 900 ngàn thôi. Tiếp theo đây là em có một cái bộ ấm hàng gốm lái thiêu xưa, bộ ấm da lương hàng gốm lái thiêu xưa. Bộ này lành, một bộ nó sẽ gồm có một ấm, một dĩa, 6 chung và một gạt tàn thuốc hình con chim như thế này. Tình trạng là lành đẹp hết trơn luôn, lành đẹp hết. Em giao lưu cả bộ này với giá là 450 ngàn, 450 ngàn cho bộ ấm này. Tiếp theo đây là một cái đài gỗ hương, một cái đài gỗ hương xưa. Cô chú anh chị em mua về mình trưng bày bình hoa nè, trưng bày những cái dĩa này kia mình để lên mình trưng ha, khá là nặng luôn. Ở đây nó có bị hư một cái phần gỗ ở chỗ này. Đây là những cái đường găng gỗ, đường kính miệng là 16, chiều cao là 10. Em giao lưu với giá là 500 ngàn thôi cho cái đài gỗ hương này. Rồi tiếp theo đây là em có một cái ghế gỗ hương, cái ghế gỗ hương xưa có chân song tiện. Đây vai phía bên trên này cũng là song tiện luôn, gỗ hương chuẩn xưa. Tình trạng là lành cứng cáp. Chiều cao lên tới đây là 90, vai ngang này là 41, mặt này là 40 cm, ghim hết á. Rồi gỗ hương chuẩn xưa ha. Rồi em giao lưu cái ghế này với giá là 2,8 triệu cho cái ghế gỗ hương này. Rồi hôm nay em Quỳnh Trúc có một số món vậy thôi ha. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của bên em.